Hiện công tác phòng dịch tại các cơ sở lưu trú là vấn đề được ngành du lịch đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh ngành du lịch vừa đón, phục vụ khách đến Đà Nẵng, vừa tham gia phối hợp đón các đoàn công dân nhập cảnh từ nước ngoài về cách ly tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn. Từ tháng 10 đến nay, lượng khách đến Đà Nẵng bằng cả đường hàng không và đường bộ đều ghi nhận dấu hiệu phục hồi. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố vì thế cũng dần khôi phục hoạt động trở lại trên nguyên tắc đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch, theo cam kết đã ký với Sở Du lịch. Khách sạn luôn là đảm bảo thực hiện đúng các cái chính sách để phòng chống dịch đối với khách và nhân viên. Khách sạn cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành nếu phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm. Theo lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh bước đi uyển chuyển linh động trong khai thác hoạt động du lịch, công tác đảm bảo phòng chống dịch được ngành xác định là ưu tiên hàng đầu trong tiếp đón và phục vụ du khách. Trong thời điểm hiện nay thì ngành du lịch vẫn tiếp tục triển khai cái công tác đảm bảo phòng chống dịch trong lĩnh vực du lịch, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ phát triển du lịch theo cái chỉ đạo phát triển du lịch kết hợp với lại phòng chống dịch, đảm bảo cái mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ. Và thời gian qua thì Sở Du lịch cũng đã ban hành rất nhiều các cái văn bản để hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch đảm bảo cái công tác phòng chống dịch, và đồng thời thì cũng thường xuyên kiểm tra cái công tác phòng chống dịch đối với lại các cái doanh nghiệp kinh doanh hiện đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đón khách du lịch, hiện ngành du lịch thành phố cũng đang phối hợp với ngành y tế tổ chức kiểm tra, rà soát, đề xuất và đưa vào sử dụng 24 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế cho các công dân nhập cảnh từ nước ngoài. Các cơ sở này được lựa chọn trên nguyên tắc có khoảng cách an toàn với khu dân cư và cam kết đảm bảo đúng quy trình, quy định về phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế. Về lâu dài, chiến lược truyền thông Đà Nẵng điểm đến an toàn vẫn sẽ được ngành du lịch Đà Nẵng kiên trì thực hiện nhằm tạo sự yên tâm cho du khách khi trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại địa phương.